Xin kính chào quý vị. Chương trình DKN Văn hóa kỳ này xin gửi tới quý vị một bài viết: Người đến bốn nơi ắt sẽ hao mòn tài vận. Rốt cuộc là bốn nơi nào? Kính thưa quý vị, xung quanh thân thể mỗi người đều sẽ có từ trường, cũng chính là hào quang. Và việc một người có phúc khí và tài vận hay không cũng đều có liên quan với nó. Cái gọi là hào quang thực chất là tinh thần mà bạn tỏa ra. Những tinh thần này phù hợp với cái gì thì bạn chính là sẽ trở thành người như thế đó. Ví như nói, có những người khí phách hiên ngang, tự tin vô cùng. Vừa xuất hiện thì trên mình mang theo trường năng lượng. Họ có trong mình một loại hình mẫu lãnh đạo, dù có đi đến đâu cũng được người xung quanh yêu mến và tôn trọng. Còn những người bụng dạ hẹp hòi, không có hào quang, tinh thần mà họ toát ra cũng mang đến cho người ta cảm giác nhỏ nhen, ích kỷ. Dù họ có gia cảnh tốt thì cũng khó tránh khỏi vận mệnh bần hàn về sau. Vậy, hào quang sẽ chịu ảnh hưởng từ điều gì? Trên thực tế, nó có liên quan đến nơi chúng ta đến. Từ trường của những nơi này sẽ ảnh hưởng đến từ trường của chúng ta. Nếu muốn tài phú không bị tiêu giảm, hãy nhớ tránh xa bốn nơi này. Thứ nhất, không đến những chốn tà dâm. Tà dâm là hành vi khiến phúc báo hủy hoại nhanh nhất. Cổ nhân có câu, vạn ác dâm vi thủ. Nghĩa là, trong trăm vạn cái ác thì tà dâm đứng đầu. Ai phạm phải tội dâm dục thì sẽ phải nhận chịu hậu quả khôn lường. Ác báo đến không xa, hao tổn công danh, tài lộc và phúc báo. Có rất nhiều người đã thể ngộ được rằng, sau khi có những hành vi tà dâm thì công danh, sự nghiệp, tiền tài đều hao tổn một cách vô cùng nhanh chóng. Nhiều người không hiểu được rằng, nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ những hành vi bất chính, dâm loạn gây nên. Người ham sắc, ham dục, có niệm đầu tà dâm, trí nhớ kém, tinh thần mơ mơ màng màng, dễ nản lòng, nhụt chí, không được người khác tôn trọng. Về lâu dài sẽ tổn hại cực lớn đến đời sống hôn nhân. Mọi chuyện diễn ra không vừa ý. Người có tâm dâm dục mạnh mẽ, nếu không cải tà quy chính, sẽ tự hủy hoại phúc báo của chính mình. Những chốn tà dâm ngập tràn tà khí. Nếu một người muốn có tài vận công danh thì tuyệt đối đừng đến những nơi này. Hãy giữ cho mình một trái tim thuần tịnh và thành kính, bồi dưỡng đức hạnh của bản thân, dùng chính khí để chống lại những ham muốn xấu xa, trở về với bản tính tự nhiên của chính mình, chân thành, thiện lương và nhẫn nại. Phúc báo sẽ tự nhiên gõ cửa. Thứ hai, không đến những nơi cờ bạc. Nói về cái hại của cờ bạc, có rất nhiều câu châm biếm như: cờ bạc là bác thằng bần, đánh đề thì chỉ có ra đi mà ở, đêm nằm nghĩ lại mà coi, thấy người cờ bạc như voi phá nhà. Cờ bạc nó đã khinh anh, áo quần bán hết một manh chẳng còn. Thế gian có không ít người thích dính dáng đến cờ bạc, cho rằng nếu đánh bạc thì có thể đổi vận mau chóng, biến xe đạp thành xe hơi. Nhưng mọi người hãy thử nghĩ xem, nếu mỗi người thật sự thực hiện được ước nguyện sang giàu của mình thông qua cờ bạc, thử hỏi còn ai còng lưng đi làm nữa. Có những người rất hồ đồ, bị người ngoài rủ rê một chút đã lấy hết toàn bộ gia sản của mình đi đánh bạc, hy vọng sẽ nhân đôi tài sản ngay lập tức, trở thành phú ông phú bà. Nào ngờ một khi đã chơi thì không thể quay đầu lại, cuối cùng cơ nghiệp lụn bại, vợ con ly tán. Trên thực tế, tất cả những nơi liên quan đến cờ bạc đều không làm tăng sự giàu có của bạn, mà còn hao mòn tài khí của bạn. Cần phải biết rằng, người lập ra sòng bài mới là người chiến thắng, còn bạn chỉ có thể trở thành kẻ thua cuộc mà thôi. Những người mơ ước làm giàu chỉ sau một đêm lại thường là người không kiếm được nhiều tiền và cũng không thể có một cuộc sống an yên. Người bình thường
có cuộc sống bình dị, tuy chỉ có tài vận quá đỗi bình thường, nhưng chỉ cần làm người một cách thiết thực, đó mới là con đường dài lâu. Những cái khác thì không có gì khác hơn là màn lừa đảo theo kiểu mật ngọt chết ruồi mà thôi. Thứ ba, tránh xa những bữa cơm vô nghĩa. Con người thời nay rất thích xã giao, hoặc là hôm nay tham gia bữa tiệc nào đó, hoặc là ngày mai cùng ai đó đi nhậu, nói chung đủ dạng đủ kiểu. Mục đích là để tạo thêm nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, liệu cái gọi là mối quan hệ có thực sự đến từ những bữa cơm và tiệc rượu hay không? Thực tế thì không phải vậy. Những mối quan hệ được kết giao trong các bữa tiệc chẳng qua chỉ là giả tạo. Nếu bạn không có đầy đủ vốn liếng, không có đầy đủ khả năng, thử hỏi, ai sẽ kết thân với bạn đây? Tôi nhớ một người đàn ông trung niên thường tham gia các bữa tiệc đã nói rằng, bữa cơm hay tiệc rượu chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Nếu bạn không có bối cảnh và lợi ích thì sẽ không ai giao du với bạn cả. Cho dù bạn tham dự bao nhiêu bữa tiệc thì nó cũng sẽ chỉ làm hỏng thân thể bạn mà thôi. Với những người chưa trải nghiệm sự đời, họ sẽ tin những gì được nói trong sách là thật. Càng tham gia nhiều bữa tiệc, càng sẽ có nhiều mối quan hệ hơn. Sau một vài lần trải nghiệm, tôi mới hoàn toàn hiểu rằng nếu bạn thật sự không có thứ người khác cần, thì bạn có uống nhiều rượu hơn cũng vô ích. Vì vậy, với những người bình thường thì càng ít tham gia tiệc rượu thì càng tốt. Bởi thứ nhất là bạn sẽ không thu hoạch được gì. Thứ hai là nó sẽ làm hại sức khỏe bạn. Nói cho cùng, đây đều là khoản đầu tư lỗ vốn, không chút giá trị gì. Cuối cùng, tránh xa những chốn thị phi. Tục ngữ có câu, người đến nói chuyện thị phi chính là kẻ thị phi. Người thị phi ở nơi nào thì nơi đó thành nơi thị phi. Một khi từ trường nơi này chịu ảnh hưởng của thị phi, thế thì con người trong đó cũng sẽ dính dáng đến mâu thuẫn thị phi, lâu dần sẽ rước lấy tai họa. Nếu bạn luôn làm thân với những người không an phận, thì những chuyện rắc rối xung quanh bạn sẽ càng ngày càng nhiều. Cần biết rằng, dù bạn không gây chuyện thị phi cũng sẽ tìm đến cửa nhà bạn, giống như vết bẩn dính trên người bạn. Vết bẩn đó sẽ theo bạn về tận nhà. Tài vận tốt của một người nên phải trong sạch và lành mạnh. Còn những tài vận không trong sạch kia thường là tiền của bất chính, thậm chí nó đã gieo rắc bất hạnh cho rất nhiều người. Ví như số tiền bạn nhận được trong sòng bạc, cuối cùng bạn sẽ thua sạch. Cần biết rằng không có bữa trưa nào miễn phí trên đời này. Khổng Tử từng nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy cũng phải có đạo lý. Tiền tài bền lâu thật sự là có được thông qua con đường hợp với đạo lý. Làm người ít nhất phải xứng với lương tâm của trời đất, như vậy mới có thể sống được thoải mái và an yên. Giống như dòng nước chảy mãi không ngừng, sự lương thiện và chân chính của bạn sẽ khiến cuộc sống của bạn tích ít thành nhiều, tài vận tràn đầy. Theo Vincent Tham, Vũ Dương biên dịch. Kính thưa quý vị, chương trình DKN Văn hóa kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Xin hãy đăng ký kênh và ấn like. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.